Dạ em có trái bầu này em muốn tặng ban giám khảo, tại vì sẽ có lúc là anh đi diễn hài hoặc là đóng phim anh sẽ cần, cho nên em mang trái bầu để tặng. Cái bầu á để đựng nước uống á. Dạ. Ở trên vùng cao ta hay đựng rượu đó. Dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh. Sao cô nói thẳng một em cong queo vậy? Thôi để dưới. Tùy size. Để dưới đi. Tùy size mà người ta. Đây nè, để đi gần cho thấy. Tại vì có những cái thì người ta thấy là sống khẳng khái thì nó vươn cao, có nhiều người sống tào lao thì nó mới thế này. Sao kỳ vậy? Eo ôi chết thật. Sao lại có cái mặt đón nắng mai thế nhỉ? Cưng giống thiệt. Ông trời quy định sẵn hết rồi. Rút ra mà giống nè. Có cái lỗ nữa nè. Quá trời ơi, cái này mà có nước rót ra là đẻ nữa. Quá đẻ. Quá đẻ. Quá trời ơi, thiệt tình. Không còn biết nấu cái chi chi nữa. Rồi, quá đẻ đâu. Món quà từ trên cao nguyên. Em bé muốn tặng cho anh mua miếng thịt. Qua đây. Kiểm hàng Huy coi sao. Con Huy non lắm. Con Huy nó non. Sao của em non vậy? Đây nè. Cái này nó bị thung cái bề dài nên nó quặp cái bề ngang. Cái này để trưởng thành nè. Cái này non mà méo. Mà nó méo hả? Dạ, ba cái bình rượu cái bộ. Chiếu à. Để đây nữa. Để đây nó hơi xa, để gần gần lại. Thi đi. Thôi, lại đi kia. Nghe cái dồi là mừng à. Ủa khoan xí, em có câu hỏi. Cái gì? Hình như là cái của em nó không có cái đắp đậy đúng không ta? Không, của em là... Cái bộ phận của em là tự kiểm soát. Cảm ơn bạn, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vô á. Mang hàng về. Non nước à. Rớt cái nắp hả? Thấy chưa, em có nắp mà. Mà rớt. Đó thì mình tự cuộn được mà. Đây. Đó, trời ơi, phải là nắp chính hãng. Cái gì? Phải là nắp chính hãng mới được. Mày xàm quá Huy ơi. Có quà cho Đốc tặng cho anh. Cảm ơn. Em trời ơi chết. Ê, này em à chết. Ê, vô vòng một đi. Qua vòng một anh nha. Giang cho em gửi tặng chú Hoài Linh á, tại em biết chú Hoài Linh thích ăn khô á. Dạ đúng rồi, gửi tặng Hoài Linh một phần ha. Dạ, cái này mắm gì chị? Dạ khoan, cá sặc bỏi á, khô á anh, chứ không phải mắm. Chị sặc bỏi này là em phần. Dạ chú Hoài Linh anh phần, chú Hoài Linh phần. Cuộc sống mà. Cảm ơn chị nghe. Em quên anh. Không sao đâu chị. Không sao đâu chị. Trời ơi, sặc bỏi một nắng nha Thành nha, chứ phải là khô quéo nha. Mà cái này là chiên lên là em phải không? Dạ, trời không ơi, cái này chiên hoặc nướng, băm xoài, xong đổ nước mắm chua ngọt lên. Ơi, cất kỹ nha, mấy biên tập nó mè nãy giờ. Sao hổ cất liền, cất liền chết luôn á. Sao hổ nó lấy liền chị, đó là gì em ăn liền. Nhà em á là nhà em cũng có, nhưng mà cái của em thì nó không có to được như thế này. Nhất mắm khô nhất á, ngon. Wow. Vừa ăn lắm, không có mặn, vừa ăn lắm. Chứ sao em biết cái này mà. Em thấy chị có khiếu hài hước liền luôn á. Mấy cái người không có vui, không biết đường tặng ta đâu.
Ê, không vui ra cái đi vô. Ở đeo vàng sáng đẹp chứ bà ha. Sáng trưng. Cái tay cũng bồng đẹp, sợ cái tay mà biết phối nữa, mặc cái áo màu tím, cái vàng màu vàng nó nổi lên. Gì nữa, chấn nguyên cái vòng cái cổ. À, thi hay quá. Cho em xin phép là từ đường xá xa xôi thôi, em xuống đây có một món quà gọi là cũng là tại quán em, cà phê mà em tự nấu, có lụt quên. Rang xay, cà phê tự rang xay không phải rang xay mà tự mua về mình trộn, xong về rồi mình chế, mình bán. Cho nên là em có một chút là em gửi đến em làm quà á. Là pha nước rồi á. Cà phê bột, cà phê bột. Thì rang xay 1 triệu nữa. Thí sinh nên vậy. Rang xay là cái đó là người ta rang xay, còn mình là mình chỉ nhập về mà mình trộn thôi. Nhưng quan trọng là em trộn với cái gì vậy? Em có xài pin không? Ai cho người hỏi cái câu đó hết, chọc quá anh. Ừ. Dạ, cho em xin phép lấy tặng. Bé này chắc diễn vui lắm đây nè thiệt. Thí sinh cứ nên như vậy nha. Tại vì em không biết là có đậu hay chưa, nhưng trước mắt là tặng đã. Đúng rồi, anh nghĩ nên dạ, như vậy. Tại vì em cứ nghĩ là chắc cảm là rớt thôi chứ không đậu đâu. Cảm ơn em. Em à, em à. Dạ, cái này là giống như em tự chuồn xong rồi mình đóng vô đây. Ôi, thích quá. Tức là người ta xây, người ta giao cho mình. Dạ, và mình em... biết mình có chắc người ta xây gì trong đó. Dạ, mình lấy cái hãng của Trường Giang. À, tức là hãng uy tín làm ăn với mình. Dạ, Trường Giang là tên anh luôn á. Thấy không, cái hãng nó có chuyện gì là lôi đầu ra đó. Anh ơi, cho em xin tặng anh chút. Ờ, cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, quý hóa quá, đường xa nè. Rồi. Chú ơi, cái này là... Con... Chú luôn. Bạn con gửi lời cho chú. Là bạn con nói là hâm mộ chú nên là... Gì đâu. Bạn con tên là gì? Nói luôn, bạn con tên là gì? Dạ, bạn con có ba đứa lận chú ơi. Rồi. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn bạn nha. Dạ, cảm ơn anh. Thật ra thì ngại lắm đó. Dạ, nhưng em có thể đưa cho anh luôn cũng được. Ờ, không. Nhỏ này xài gì mà da láng vậy cơ? Dạ, nước thốt nốt. Nước thốt nốt hả? Con mang lên cho anh bịch không cưng? Thế thí sinh nào vô người ta cũng ủa, tặng. Ủa sao mày không đem theo? Quên đem. Con này lần sau là biết. Thiệt tình. Dạ. Lên mà không có quà, kết quả không được khả quan cho lắm đâu. Vòng tới em sẽ đi tiếp, nhưng mà bây giờ em xuống em tặng cho anh Giang một món quà. Ok. Dạ. Phá tôi nữa nè. Không, thề luôn không phá. Thiệt. Cái mặt thấy có triệu chứng lắm rồi nha. Đưa kịp là kẻ tôi chết để tôi giết ông luôn á. Bỏ dưới đi. Cái hộp này là để người ta đựng. Phải đâu. Kéo. Em biết anh có một sở thích. Sở thích anh là sở thích gì ạ? Anh nói cho em nghe đi. Ai biết đâu. Nè, dép đàn ông đúng không? Chơi đôi này là không có đụng hàng. Em tặng cho anh. Thiệt luôn hả? Cây nhà lá vườn thiệt mà. Em thấy anh mang dép màu trắng. Còn đụng hàng lắm. Em chơi đôi màu này là nó không có đụng hàng. Ai sơn vậy? Không, không sơn nha. Màu nguyên thủy hả? Dạ, tại em làm trong công ty á. Em xách vô em nhộm. Hôm giờ em lén vợ em. Em đi nhộm trong ba đôi nữa. Cái thằng bạn em nó nói vợ tao bệnh rồi mày ơi, tao không có nhộm được giùm cho mày. Tặng em định tặng được cho anh Thành một đôi. Tặng cho anh Lực một đôi nữa, nhưng mà thôi. Không được rồi, em hẹn anh. Không sao đâu bạn. Để em xin cái số điện thoại với lại số nhà của anh Thành, em vài bữa em ship qua. Bạn biết sao không? Tao nói là tôi với anh Thành không có, tụi tôi vui lắm. Tao nói tặng dép là tiện đi mà. Không phải đâu. Cuộc đời em chưa từng tặng dép ai hết. Kể cả vợ em. Thì đó, bạn ghét ai mà mới tặng đúng không? Tôi biết mà. Đâu có tặng dép cho nhiều người được, ghét ai mới tặng cần tận tình. Mà cái màu đỏ đi lẹ lắm. Em hồi nãy á, mà anh không cười nữa. Là em lấy con muốn em tặng cho anh luôn. Cho anh ngậm sâu gặm. Bây giờ có 2 triệu, có đồ chơi nhiêu móc ra khoe hết rồi, hồi diễn gì nữa người ta cười trời. Không, cái này em diễn một màn à. À, ừ, có một màn à. Hay quá, có chuẩn bị. Em chuẩn bị tới 10 kịch bản lận. Hay quá, tiếp. Em định vô gala luôn á. Hay quá, ráng lấy tiền đi. Ôi, hẹn vòng gala nha. Ráng nè, ráng vô gala đừng để đưa vô gala chết luôn á. Trước khi cho con thi, con có món quà gửi tặng được không vậy? Tại con đem từ ở dưới Đồng Tháp chạy xe lên đây con tặng. Hỏi hả? Rắn hay gì vậy em? Sen hả? Sen hả? Đồng Tháp, dạ, Đồng hay Tháp con rắn đặc sản là sen. Được chưa? Hết hồn, môi con rắn ra cho tôi chết. Con tặng không? Hai bọc cóc với cam. Dạ. Được, cái này ở đây mà. Ở đây con gửi đây là của chú Tiến Lực. À, hồi nữa con thi xong gửi cho con. Chia ra hai mình chia ra luôn chứ Tiến Lực vậy đó. Thì ăn đi đó cũng hơi mập mà. Trời ơi, cái này là cốc xanh đó nha. Chắc mà chưa gọt vỏ.
cắn vô. Có chua thì thôi luôn á, thiệt. Ở đây ai mà không nuốt nước miếng tôi chết liền á. Cái này mà có chừng chén, trời ơi. Rút là mắm đường á, chấm chớ ớt vô á. Chết tôi. Mà đừng có gọt vỏ nha, cái gọt vỏ để nó bớt chua á. Gọt vỏ nó chua lắm, chấm vô trong cắn rộp rộp. Cái gì vậy? Ừ. Người ta thi với ăn trái cây cái gì? Dạ. Em nha. Dạ. Bây giờ em chơi chiến thuật, em để đây để cho tôi chạy nước miếng rồi tôi cứ mở miệng ra cái mắt tôi cười không? Đúng rồi. Đúng không? Dạ không có, này là cái này là cái mưu của em đúng không? Dạ không phải, cái này là cái tấm lòng của con thôi. Không phải, nhiều khi tôi nhiễu xuống tôi hả họng ra cái em nói tôi cười à. Cái ông kia là ông me bấm dữ lắm á. Tôi không biết à, tôi thấy là hả môi là tôi bấm vậy thôi. Trời ơi, không biết là người ta ngậm lại. Không có ngậm lại. Đó là bấm liền. Bấm á. Nè. Dạ. Mới ra thấy có duyên rồi nha. Dạ. Thấy triệu chứng nặng rồi đó. Con tưởng đâu chịu like triệu chứng. Ồ. Bạn nhỏ ơi, con nói rõ lên được không? Con nói rõ. Con nói rõ lên được không? Cái gì vậy? Chú gửi cái này cho cô nhỏ Phương. Happy World. Cảm ơn con. Dạ. Con heo. Các thí sinh nên như thế này, hãy học tập bạn nhỏ. Người ta rất là biết, coi như là trân trọng những gì phút giây trên sân khấu để người ta mang đến niềm vui cho giám khảo. Các bạn ơi, các bạn chỉ biết giao lưu thôi. Cô Heidi Won có cái nickname là heo, là tặng heo đúng rồi. Vậy tại sao con tặng con này là con gì cho cô Phương? Dạ con cũng không biết. Cái này má con kêu con phải không? Cái đó con không biết. Con về thấy lão. Bạn nhỏ ơi, cái này là má con kêu con tặng phải không? Không phải hả? Con không biết. Vậy ai mua cho con tặng vậy? Dạ mẹ. Mẹ con hả? Má không chịu, mẹ mới chịu hả con? Cảm ơn con và bạn nhỏ. Con thi không? Dạ. Thi hen? Dạ. Ừ thi đi. Dạ em có hai quà tặng luôn á. Tại vì em thứ nhất là một bức tranh. Em từ lúc mà cách đây thông báo đậu cast 10 ngày trước á, là em bỏ ra một đêm 3 tiếng để em vẽ 3 bức tranh tặng anh. Oh. À tranh chứ không phải người. Gian làm hết một. Dạ em nha. Xin tặng anh Luật trước nha. Ủa? Dạ. Dạ tại anh Luật lớn tuổi. Wow. Dạ. Quá dễ thương. Để đó tôi. Từ từ khoan, từ từ khoan, để tôi xuống, để tôi xuống. Ê, để tôi xuống. Cái hình đó có bông là bây giờ nhan nữa là số 1 à. Đây đó tôi biết tôi xuống nè. Trời ơi duyên quá, để hoa. Trời cái này mà thi vòng 1 là chết trời thiệt. Đúng không? Thi vòng 1 nè, dạ em có cái này em tặng Lực. Đưa tấm hình, đưa bó bông, đưa cây nhang lên. Trời ơi, tôi không cười, tôi làm cô mấy bạn lên, tôi nói thiệt. Rồi, tiếp tục. Dạ. Ôi, dở quá trời. Dạ dở. Em xin cảm ơn anh Luật. Nghe không? Em, đây em sẽ không làm gì bậy bạ hết. Em đem tặng cho anh hình, anh Luật tấm hình. Và đây là bó hoa em gửi anh. Còn nhang này là anh có về, anh đi chùa. Vậy thôi, đúng không? Mình đâu nói gì bậy đâu, ai cũng nghĩ gì nghĩ. Rồi. Yeah. Em bây giờ em cầm hình anh Luật phải cầm vậy nè. Đúng rồi. Và có hình anh Thành trong này nữa. Hình anh Thành em chơi nhân phanh nha cưng. Em nào đốt lâu lâu đó. Bởi vì anh Thành là em út cho nên là em tặng anh Ba Trường Giang trước nha. À Ba Trường Giang trước rồi Thành bỏ vô hũ ha. Vẽ Trường Giang là có cho giảm cân trước rồi nè. Đâu có mặt vậy mà. Gọn gàng hay sao? Dạ không, cái này là 6 tháng trước mà. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Đồ đẹp quá, dạ. Không có đẹp thiệt luôn á. Dạ cái này là em dùng kỹ thuật bút chì kim á. Nghĩa là khi mình học đại học mỹ thuật á là thầy cô cấm đứa nào vẽ cái này sẽ bị rớt. Tại sao vậy? Nhưng mà em với hai bạn duy nhất nữa là tại bút chì kim là cái bút chì không phải để vẽ. Đúng rồi, là nó đi lại cái ngành mỹ thuật luôn á. Mà tại sao em lại vẽ đẹp ra như vậy? Vậy là em là thí sinh duy nhất được chấm đậu là bút chì kim, thầy cô không chăng. Quá xuất sắc của anh, nói thiệt em quá xuất sắc. Không, cái hình của tôi giống. Cái hình Lực không giống tại cái mặt đó khó vẽ. Không giống, giống. Giống á cái... Má anh còn nhìn ra cái hình này mà em yên tâm.
Rồi nè, tới cái hũ nè. Cái này chưa chết luôn rồi, trời ơi trời. Thực ra là em nghĩ là anh Thành giống nhất chứ. Đó. Đó. Khoan em ơi, khoan em, từ từ em. Từ từ em, có nhạc đàng hoàng cưng. Hình bà là tại sao không diễn vòng 1, vòng 2, vòng 3? Cái này nó quá vui. Không, cái hình tôi giống chứ bộ. Cái này nó quá vui mà tại vì nó rất là chân thành. Tại vì tụi em tặng tụi anh thiệt. Nó quá vui, ai muốn nghĩ cái gì nghĩ. Thôi vậy bây giờ lấy lại đi rồi mình diễn được không? Bài ơi. Cái này chưa giống lắm. Của cái hình tôi giống nhất. Giang giống nhất. Tiếng Lực là chất quốc luôn á. Thì đó, cái tại sao cái nét mỗi người nó cái nét. Đúng rồi, cái dòng giống là mới mau đi thôi chứ còn không giống không có đi. Vậy anh. Giống nó linh nghiệm hơn. Anh ơi, phải kèm thêm cái này nữa anh. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều. Có nhạc nền đồ không em? Dạ chưa có nhạc. Uống nước nhớ nguồn đồ không? Bữa nào ba đứa để ba tấm hình gần nhau. Ờ đó, nói cái miệng hay lắm. Hai thằng để thôi, tao trên này. Thôi tiếp tục đi, tiếp tục đi. Quá trời uổng. Cái này mà vòng 1 là vòng 2 hay là thắng rồi. Con chạy xuống con cho con tặng chú Thành với lại chú Giang đi. Còn cái này để mày đưa cho chú Lực. Rồi con cầm lại con đưa cho chú Tân. Đi từ nhà cho đụng đụng nha con. 2 Rồi đi. Trời ơi con cưng quá. Rồi con đi lại nghe. Rồi con đem tới con dâng lên nghe con. Rồi từ từ để nguyên mâm lên, để nguyên mâm đó. Ừ đó. Rồi. Ừ vậy. Chưa thi mà thấy có quà rồi. Để này ra không thấy chết. Khai đi, cái đó không vui. Cái này vui không? Rồi còn cái dừa này nữa anh. Thằng anh sẽ dừa đó. Mì gói anh em theo ăn. Lỡ này hiến cho anh luôn. Không được nè. Bơm nè, người trái 5.000. Dưới quê mua của bà chị, trái 5.000 thiệt. Thiệt tình luôn đó. Tặng anh nè, nhớ ăn chừng nổ chết. Ngồi đây chừng nổ chết. Hai mươi triệu cho một chàng trai đến từ Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ở đâu ra mà đồ đạc là hiến với tôi? Làm hiến xác vậy? Hiến từ hiến tới ghét à. Trời ơi, bán chiếc xe lên tới đây chơi là chơi khô máu rồi. Rồi nó tặng cái bơ nữa, nó ăn đi chứ coi nổ. Dễ sợ thiệt. Mộc mạc chân thành. Dừng ngay tiếp. Tôi thấy là dừng lại được rồi đó. Bạn có hy vọng lấy 40 triệu. Tôi thấy dừng lại được rồi đó. Nếu như bây giờ thi tiếp mà giám khảo cười làm được 40 triệu, còn nếu dừng lại là kiếm được 20 triệu. 20 triệu đó bây giờ về trả nợ. Ờ, trả nợ không đủ. Nãy mới nói thiếu nợ 2 triệu à. 2 triệu mà về dưới lê quắc rồi như kêu về nhậu mình. Em cũng biết nhậu, về em đãi nước uống thôi được rồi. Thì bây giờ 20 triệu là trả 2 triệu là còn 18 triệu. Mua chiếc xe xịn luôn. Mua chiếc xe 8 triệu thôi, chạy xe ôm mua chiếc xe làm chi. Còn dư 10 triệu để dành. Còn lấy cái tương lai em để đâu anh? Thì 10 triệu đó lấy nhỏ Trang. Dạ, lấy không đủ, ba má nó không chịu gả đâu. Thì bỏ nó. Thôi bỏ nó, không được, em thương nó lắm. Không thương sao nãy ông bỏ nó rồi mới lên đây. Hả? Bỏ dưới giả bộ đó thôi. À, bỏ vụ đó. Bỏ vụ hả? Ừ. Lên đây rồi lỡ lắc là thi xong về nó có bộ khác thì sao? Hả, có bộ khác hả? Mình còn đứa xây cua. Rồi đó coi. Ô như cái mền nha. Hết cái này còn cái kia. Cái mền em để ngoài cặp luôn kìa. Riêng về vật dụng là cái gì cũng có, đừng nói nha. Cái gì cũng có, nói chung là đi lên đây em đem hết. Ừ. Được không? 20 triệu, 40 triệu nói sáng bên là mình chơi cái nữa anh ơi. Nha. Khoan. Mất là mất á nha. Suy nghĩ cho kỹ nha. Nếu bây giờ không cười, mất 20 triệu. Mất trắng luôn. Mất 20 triệu có nghĩa là gì? Không có tiền trả nợ, không có tiền
mua xe rất nhiều, 20 triệu nó rất là nhiều nha. Em biết rất là nhiều, cái cuộc đời em nó em cũng muốn đi đến đường tương lai của mình. Nên em cũng muốn kiếm thêm cái đó nữa. Chứ 20 triệu đối với em nói chung là nói số tiền rất là lớn. Dạ, cho em xin miếng nước, cũng khát nước qua này. Đây, hiến cho em. Nè, muốn nước là đổi giá dừa đó. Nghe đổi giá dừa nghe chút. Thằng thiệt nha, sẽ không chơi đâu nghe anh. Nãy giờ nói chơi đâu, 20 triệu là cũng thiệt đó, không phải chơi đâu. Dạ, em biết thiệt mà, có cái liều. Nãy giờ nói chứ cũng kiếm thêm mà. Rồi giờ là bằng màu giá phải thi đúng không? Em nó muốn 40. Thi. Mà anh nói trước nha, mất là mất đó nha. Mất là mất tất cả đó, mất cả Trang luôn á. Lỡ rồi như bây giờ á, chiếc xe mình cũng mất rồi, thứ gì mà chịu nổi anh. Không có thứ gì chịu nổi á. Chuyến này đi Bình Dương bán nước tương luôn. Đi Bình Dương bán nước tương. Hôm nay hai mẹ con tới đây cũng có một món quà rất là bằng cái tấm chân tình của mình nha. À, mỗi người một món quà. Cái bài thơ này là mình mới vừa làm xong ngày hôm nay luôn. À, đây là đầu tiên là của chú Trấn Thành, xin được gửi tặng cho chú. Thư pháp kìa. Thư pháp do tự mình viết tay. Dạ. À, chị viết luôn rồi, chị sáng tác rồi chị viết luôn. Chị sáng tác chị viết luôn. Đây là danh vang xa khắp mọi nơi. Đây em đọc cho. Hả? Danh hài Trấn Thành, danh vang xa khắp mọi nơi, hài hay nói giỏi hát chơi hết mình. Trấn An đồng cảm có tình, thành tâm diện tốt triệu nghìn người vui. Hay quá. Mà muốn chữ đầu ráp lại là danh hài Trấn Thành. Đúng rồi, đây cảm ơn cái... chị rất là ý nghĩa. Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn con trai nghe. Trời ơi, hay quá vậy ta. Dạ, rồi bây giờ nè. Đây là tự sáng tác và sau đó là tự viết thư pháp luôn. Mình viết bản gốc xong rồi mình mới... Trời ơi, chị viết đẹp tới mức độ mà nhìn á, không biết là tưởng chữ in ra luôn. Này giống như chữ in luôn nè, thấy không? Đây. Đây, sau đó là bản thư pháp. Đây, để đọc bản của Trường Giang là có bốn chữ màu đỏ là danh hài Trường Giang nha. Cái đầu tiên là hữu danh hữu tiếng bấy lâu, khí hài thật chất có nhau đời thường, bước qua bao nỗi đoạn trường vẫn ung dung bước trên đường giác sơn. Hay quá. Mà quan trọng là chị nghiên cứu về cuộc đời của tụi em, chị viết đúng chứ không phải là chị viết đại là giống như là viết cho đủ thơ gì thôi, viết là về đúng là người ta luôn. Bây giờ Tiến Luật con bản nữa. Gửi cho chú Tiến Luật luôn. Con ơi, đọc trước đi rồi đưa thôi, Tiến Luật. Thôi để chú đọc cho. À, ok, để chú đọc cho con. Cái tôi biết cái bài Tiến Luật mà. Tóc nhiều, tóc ít không sao. Dạ, gửi lời. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, hôm bữa có ghé cái chỗ quán lẩu bò của anh ăn rồi đó. Bữa nay đóng dạ. cửa rồi chị. Đáng lẽ ra là ba cái bài thơ này không phải như vậy, nó hay hơn nữa. Nhưng mà hôm bữa mình đi ghé cái quán lẩu của chú để khám phá, để tìm cái tiết mục mới. Thì cái mình làm ba bài thơ mà không có viết ra cái sổ. Cái là về cái đi xe buýt hai mẹ con đi thì bị mất cái điện thoại. Cho nên sáng hôm nay mình mới làm lại cái bài thơ này. Cái này chị thiếu một cái là lát chị ấy lại cho em nha. Là chị sẽ phải ghi cái bút danh của chị vào đây. À chị có, mình có ghi ngoài sao á? Không, cái này là nó nằm ở một tờ giấy riêng, nó không có dạ. Trên đây chị phải ghi trên đây cho em nè. Rồi. À, là ký tặng em, chị bút danh chị là ABC gì đấy nha chị. Cảm ơn chị. Rất là đẹp. Em rất là quý cái món quà của chị, em nói thật luôn là tại vì cái món quà này nó đến từ sự tri thức và nó đến cả bằng cái tình cảm, cái trái tim mà chị dành cho nghệ sĩ. Và quan trọng hơn hết nữa là chị rất là chân thành khi mà chị gửi nó cho tụi em. Cái đó là cái điều mà nghệ sĩ là người ta chỉ cần như đây thôi là quá quá tuyệt vời. Dạ đúng rồi đó chị. Mỗi người là có một cái ý mà mình muốn gửi đến. Mà tất cả cái bài thơ này chắc ai cũng chắc chắn đó là đúng. Tại vì đúng như đức tính của các chú. Cảm ơn chị. Dạ cái điều quan trọng là em chưa đọc thơ của em. Cho phép em đọc cái. Rồi giờ mời chú Tiến Luật đọc cái bài thơ của mình luôn ạ. Danh ngôn thuận chính trong đời, hài vui diễn tiếu tuyệt vời làm sao. Tiến xa lên tận đỉnh cao, luật luôn thân thiện trao nhau nụ cười. Cảm ơn chị. Hay quá, này hay quá, em vui quá. Trời ước gì mấy chú chụp hình đăng Facebook cái về cái hai mẹ con khoe với bạn bè. Yên tâm, lát nữa chị lên cho fanpage của Trấn Thành, chị sẽ thấy cái này. Dạ. Cái này nói thiệt, hứa chị luôn. Dạ. Con xin tặng ba Diễm Khảo một món quà. Trời ơi, xinh xắn quá con ơi, mặc cái đầm cũng đẹp nữa.
Có Huy, em có, yên tâm, em có. Theo anh đếm là em có. Cảm ơn con, trời ơi, cái mặt đẹp quá vậy trời. Con tặng chú Kiến Thành. Cảm ơn con. Con tặng chú Ngô Kiến Huy. Thôi mà, thôi con à. Thôi mà. Thôi. Ờ, cảm ơn con. Mày đang xạo hả mày? Mày xạo xạo hả mày? Bài đặt cái trời ơi, làm màu đồ. Mà tại sao tặng con chú Giang bự mà tặng con chú Thành có chút ép vậy? Bên này nó bề quằn, còn bên này có tất cả. Sao sao kỳ vậy? Dạ con, dạ cái đồ này là mẹ kêu con tặng chứ con không biết gì hết đó. Đã tố cáo mẹ ngay trên sóng truyền hình. Không chịu đâu. Nếu tặng con nhỏ hơn chắc không cười quá. Bây giờ phải làm sao? Chứ mà buồn như vậy thì không cách nào cười được. Dạ chú Trấn Thành không cười vậy chú Trường Giang. Đúng là khí phách lắm. Chú còn chống mắt lên coi chúc Trường Giang cười cho con khi nào nha. Chúc con may mắn. Chú Thành nói giỡn con thôi đó, không có sao hết nha con nha. Thoải mái lên không có sao hết nha. Con diễn vui chú Thành sẽ cười cho con. Mẹ cũng đẹp lắm phải không? Thì con nhỏ mà. Thật thà mà. Vậy là con giống ba đúng không? Vậy con giống ai mà con đẹp dữ vậy? Dạ con giống gì? Giống gì? Con làm cho dạ, người ta hiểu lầm gia đình con quá. Chú Trấn Thành, chú Trường Giang, chú Ngô Kiến Huy trả lại cho mấy con đó. Để về con ôm mấy chú. Khoan, lấy hơi. Hồi nãy là con tặng chú con này hay con này? Mà thôi bây giờ con này lấy rồi sao con mới trả nữa đâu. Bây giờ tặng ta ai mà trả lỡ? Đây nè. Thôi cháu trả lại cho con. Khoan con. Đâu được. Chị mẹ năn nỉ chú. Bây giờ con trả lời đúng đi. Hồi nãy là con tặng cho chú nào con nào con nhớ không? Đó, là tặng nói đúng rồi. Đầu tiên đó. Đó ai tặng cho chú nào con nào đó. Chú nào mập nhất ta? Hả? Tùy à. Con đầu tiên trả tặng cho ai con nào? Chú nào ốm ốm gầy gầy con mới tặng con này. Ốm gầy con hãy nhìn đi. Con nít không biết nói dối, ai ốm nhất? Hai con đi về. Trời ơi. Trời ơi trời.